7 dấu hiệu lộ rõ trên gương mặt người phụ nữ vương giả hạnh phúc. Bạn có những dấu hiệu tướng học này không? Thứ nhất, người có mắt dài và sâu. Đôi mắt sâu và dài là một nét tướng đẹp của người phụ nữ. Người này rất thông minh, trí tuệ hơn người và có khả năng tư duy rất tốt. Họ biết cách phân tích vận trình cuộc đời mình, biết phải làm gì để tốt cho tương lai. Hơn nữa, ngoài khả năng nhạy bén, họ còn có nội tâm sắc sảo, biết cách tiến thoái, giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Đây là người luôn giành được lời khen ngợi, nể phục từ đồng nghiệp và cấp trên. Thứ hai, người có mũi to và thẳng. Người sở hữu nét tướng này là người hết lòng vì sự nghiệp. Mũi to thẳng, chóp mũi tròn và hai gò má đầy đặn cho thấy họ sớm thành đạt từ ngày còn trẻ. Tới trung vận thì sự nghiệp khá ổn định, có chức, có quyền, có tiếng nói. Người này có tính chủ động cao, giỏi giao tiếp, sáng tạo nên thường nắm chắc các cơ hội giúp mình đạt được thành quả cao trong công việc. Thứ ba, người có tai dài và cao. Người phụ nữ có tướng tai dài và đỉnh cao bằng lông mày là người giỏi từ nhỏ, thông minh, trí tuệ hơn hẳn bạn bè cùng lứa. Họ miệt mài học tập và sẵn sàng thử nghiệm nhiều loại công việc khác nhau. Họ vừa có tài lại có nhiều kinh nghiệm, họ biết cái gì phù hợp với mình để theo đuổi. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp nhanh chóng đi lên như diều gặp gió, tài vận cũng tăng lên gấp bội. Thứ tư, lông mày hình lưỡi kiếm. Đây là kiểu lông mày của người thông minh sáng suốt. Dáng lông mày hướng thẳng lên trời, giống như hai thanh kiếm, cho biết họ rất cầu toàn, cuộc đời vô cùng hanh thông, thẳng tắp. Người này có tài và rất coi trọng danh dự, họ không bao giờ để những chuyện thị phi, sai trái gắn lấy tên mình. Thứ năm, môi anh đào, miệng trúng chím. Bờ môi anh đào được cho là tướng mạo phúc khí mà không phải phụ nữ nào cũng may mắn có được. Có thể nói đây là những người sinh ra đã mang số ngậm thìa bạc, sinh ra trong gia đình khá giả, được bố mẹ cưng như trứng, hứng như hoa, là người dễ được người khác yêu mến. Phụ nữ có khuôn miệng nhỏ nhắn, môi hồng rõ nét, cân đối sẽ có cuộc sống rất suôn sẻ, vận thế và vận khí đều tốt, may mắn sẽ phù hộ chọn được tấm chồng ưng ý, lại còn có cả cơ ngơi đồ sộ. Thứ sáu, vầng trán cao và rộng. Vầng trán cao và rộng là dấu hiệu nhận biết của người phụ nữ sáng dạ, giỏi giang, với tính tình quyết đoán và độc lập, cộng với máu kinh doanh có sẵn trong người. Phụ nữ sở hữu vầng trán cao, rộng còn có số vượng phu, sau khi kết hôn, may mắn về vận tài của họ sẽ chuyển sang cho người chồng bên cạnh. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, cùng giúp đỡ nhau thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc cứ thế mà sinh sôi nảy nở không ngừng. Thứ bảy, cằm tròn và đầy đặn. Nhiều người phụ nữ không thích mình có chiếc cằm đầy đặn vì như thế sẽ khiến khuôn mặt trông không được thanh tú. Tuy nhiên, trong nhân tướng học nói rằng chiếc cằm đầy đặn mới là đặc điểm để nhận dạng những người phụ nữ có số hưởng và số sống sung sướng cả đời. Cuộc sống hôn nhân của những người phụ nữ này thường đến khá muộn, nhưng một khi có gia đình thì số mệnh như bước sang một trang mới. Họ được nhiều quý nhân giúp đỡ,